Hướng tới chào mừng kỷ niệm 16 năm Ngày Thương hiệu Việt Nam, 20 tháng 4 năm 2008, 20 tháng 4 năm 2024, mới đây tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam và Diễn đàn Quốc tế Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2024 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, cùng với hoạt động bên lề là triển lãm ảnh thành tựu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam. Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, theo đánh giá của tổ chức tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance, thương hiệu quốc gia Việt Nam có tốc độ tăng trưởng 102% trong giai đoạn 2019-2023. Giá trị thương hiệu quốc gia năm 2023 đạt hơn 498 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,6% so với năm 2022, xếp thứ 33 trong top 121 thương hiệu quốc gia mạnh trên thế giới. Từ kết quả này, Thứ trưởng cho rằng giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam đã khẳng định được uy tín và vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế, đồng thời thể hiện sự chủ động và tầm vóc của Việt Nam trong hội nhập quốc tế. Cũng tại diễn đàn, các diễn giả đã chia sẻ những thông tin về giá trị cốt lõi của thương hiệu quốc gia và giải pháp nâng tầm giá trị cốt lõi của thương hiệu quốc gia, phát huy sức mạnh, gia tăng giá trị sản phẩm Made in Việt Nam, thông qua hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu, kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và phát triển thương hiệu và đề xuất những định hướng giải pháp cho Việt Nam. Diễn đàn Quốc tế Thương hiệu Quốc gia Việt Nam là sự kiện thường niên trong khuôn khổ Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam với mục tiêu tạo ra đối thoại chuyên sâu, đa góc nhìn, thu hút được sự tham gia đông đảo của các đại biểu từ các cơ quan quản lý, các chuyên gia, các tổ chức trong và ngoài nước, cũng như doanh nghiệp liên quan tới xây dựng, phát triển thương hiệu.